Ngay sau khi trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Sài Gòn kết thúc, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã họp và đưa ra án phạt cho huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Theo đó, vị chiến lược gia quê Thanh Hóa sẽ bị cấm chỉ đạo ở vòng đấu cuối cùng khi đội bóng thủ đô làm khách trước Than Quảng Ninh. Lý do Ban kỷ luật VFF đưa ra án phạt này là bởi vì vị thuyền trưởng câu lạc bộ Hà Nội đã có những hành động không đúng mực với trọng tài. Cụ thể, ông Chu Đình Nghiêm đã có không ít lần phản ứng quyết liệt sau các quyết định của trọng tài chính. Thậm chí, sau khi hiệp 1 của trận đấu khép lại, ban huấn luyện của đội chủ nhà còn gay gắt tỏ ra thái độ không hài lòng với những ông vua áo đen. Hôm qua, Hà Nội đã có chiến thắng 4-2 trước Sài Gòn, qua đó tạo ra sự kịch tính cho cuộc đua vô địch V-League năm nay. Dẫu vậy, trong trận cầu quyết định của đội bóng này với Than Quảng Ninh, việc không nhận được sự chỉ đạo trực tiếp từ huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ là thiệt thòi lớn với Quang Hải cùng các đồng đội. Đặc biệt là trong 90 phút trên sân Cẩm Phả, họ buộc phải có tâm lý vững vàng và phải thắng, với hy vọng Viettel hòa hoặc thua Sài Gòn trên sân Thống Nhất.